Hồi bé tôi được đi học múa cơ. Ồ, đã được đi học múa ballet từ khi 4 tuổi là vì béo quá. Ồ, thì hồi đó đã bị rụt vào như này xong rồi là thời đó khổ vậy mà cũng bị bệnh béo phì luôn hả? Không, tức là ăn cơm thôi vừa đổ nước mắm vào ăn thì cũng béo ấy bà. Không phải là vì đói mà không ấy đâu. Vì tin một cái người đàn ông trong tình yêu, gọi là nói là mối tình thì nó còn quá, mình còn bé quá làm sao biết thế nào là tình yêu. Nhưng bởi vì họ lớn hơn mình nhiều tuổi và họ áp đảo, cũng như họ thao túng cái tâm lý của mình để cuối cùng họ dùng những cái hình ảnh đó họ tung lên trên đấy là để làm nhục mình, để họ control cái cuộc sống của mình, thì mình quyết định là mình bung ra, mình chấp nhận là để họ tung lên như vậy. Mình trải qua, mình vấp ngã, mình đứng lên, mình dù sai hay đúng thì đó là cuộc đời của mình. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Gương trả lời, Thúy Nga đẹp nhất. Trời, tự nhiên thích thú dễ sợ luôn quý vị. Hôm nay Thúy Nga sửa soạn đẹp lắm. Đẹp để làm gì? Đẹp để mà chặt chém như một con nhỏ này, nhỏ bạn thân quý vị. Là ca sĩ mà đẹp mà sang chảnh mà đài cát dữ lắm, mà cũng hơi hề hước nữa. Nên bởi vì hôm nay là Thúy Nga đâu có dám mặc đồ bộ đâu, phải mặc đồ thiệt là đẹp, xong phải đứng trước gương, phải tự ngộ nhận là mình đẹp hơn con nhỏ này mới tự tin tiếp người ta, đúng không? Gương ơi, tôi đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, vừa nói tôi đẹp không, có tiếng chuông. Chắc con nhỏ đẹp hơn tôi nó tới rồi. Hy vọng hôm nay nó sẽ xấu hơn tôi mà tôi phải là đẹp nhất. Bạn ta tới rồi, hy vọng nó sẽ xấu hơn ta. Tại vì hôm nay ta đầu tư quá mà. Trời, ta đã nghe tất cả những lời con nói. Nhưng xin lỗi con, sorry con nhé. Gương trả lời ta đẹp nhất. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981, từng theo học cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, chị được biết đến khi thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004. Sau nhiều ồn ào, ca sĩ sang Mỹ định cư. Chị kết hôn với em trai của ca sĩ hải ngoại GZ Phương Trinh là Quyến Nguyễn vào năm 2010 và ly hôn vào năm 2013. Sau đó, Hồng Nhung chung sống với doanh nhân Minh Quân. Hiện chị là mẹ đơn thân của hai bé Skyler và Su Kem. Ủa? Nãy giờ đứng nghe hết trơn rồi. Nghe rồi. Ủa, tôi nói xấu bà quá trời mà bà cũng nghe luôn hả Nguyễn Hồng Nhung? Tôi sẽ không bao giờ xấu được hơn bà. Mọi người ơi, hôm nay sao là trên mặt của bà nó có một cái lông ở đây nhỉ? Ê, đừng có nhổ lông tài đấy. Lông tài đấy. Đây này, để tôi sửa son. Mới qua ăn vụng ở đâu mà son môi nó dính đầy mồm thế này. Một chả sữa, nó mới cho uống thử. Hôm nay thế nhà ngươi có mang gì đến cho ta hay không? Em đang tèm. Con trà sữa. Ôi, con mụ phù thủy ác độc này, nó cho uống trà sữa. Ê, nhưng mà trong truyền thuyết, câu chuyện là cho ăn quả táo độc để mà ăn xong Bạch Tuyết sẽ chết. Trong cái trà sữa này có tẩm thuốc hay không? Cái đấy nó xưa rồi. Không ai giờ bỏ vào để đi tù à? Thế bây giờ chỉ có uống trà sữa cho nó béo hơn thôi. Ôi trời ơi, chết. Đằng nào vào cũng sẽ béo thôi. Đằng nào cũng hại nhau. Uống 2 ly luôn đi tù, không uống lắm. Ôi trời ơi, ít ác quá. Nhưng mà bị cái em mê trà sữa như quý vị. Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Hôm nay Thúy Nga rất là vui khi là được đón tiếp một nữ ca sĩ. Vui, sao mặt đang vui à? Không vui chứ, đang vui. Thúy Nga đang rất là vui. Thúy Nga rất là vui khi mà đón tiếp một nữ ca sĩ là bạn thân của Thúy Nga, là nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung quý vị. Nguyễn Hồng Nhung ngoài ca hát rất là hay, trò chuyện thì rất là hóm hỉnh, và đặc biệt thì là rất là nhiều cái gọi là bất ngờ. Thì ngày hôm nay là Nga mời Nhung tới đây thì cũng áp lực lắm bà. Okay. Thực sự áp lực em phải đi giày cao hơn bình thường đúng không? Trong nhà đây, chủ nhà mà sao mà đi giày cao thế? Chương trình này là tôi chỉ mặc đồ bộ thôi à, nhưng mà riêng nghe nói là bà. Bây giờ để cho tôi chào khán giả đã. Thưa quý vị, Hồng Nhung xin gửi tới lời chào thân thương nhất tới quý vị đang xem chương trình. Một chương trình tên là gì? Chương trình này là Thúy Nga nhà có khách. Dạ, khách đến rồi, mời Thúy Nga tiếp đi. Dễ thương quá quý vị ơi. Nói chung là nói chuyện Nguyễn Hồng Nhung là nhiều lúc em nói không lại quý vị. Tại vì Nguyễn Hồng Nhung rất là hóm hỉnh, không biết cái duyên ở đâu nó nằm được đâu. Ủa sao ngày xưa không đi thi hài thì như thi hát vậy? À, thi hài mà nó rớt mà. Ủa có thi thật không? Có, tại vì tôi là chỉ duyên khi có bà thôi.
Không, Nha đi diễn với Nhung, mỗi lần mà Nhung đứng trên sân khấu, Nhung nói chuyện là dưới khán giả cũng cười bò. Đấy mà không có áp lực của một diễn viên hài. Đôi lúc bây giờ là ca sĩ mà. Bây giờ người ta đang có cái giai thoại về bà biết không? Giai thoại như nào nhỉ? Đừng mời con Nhung nhiều, tại vì nó lên sân khấu nó nói nhiều hơn hát, mà nó nói cười quá, người ta không cho nó hát luôn. Ôi trời, chết rồi. Ồ, không biết à? Tôi vẫn hát đầy đủ mà. Không, hát đầy đủ nhưng mà nói nhiều quá chiếm mất cái giờ hài. Bà thấy lâu nay tôi có đi diễn hài không? Tại bà chiếm luôn bà giờ. Bà bán sầu riêng. Không phải, bà chiếm luôn giờ của tôi nên người ta không dám mời tôi nữa, sợ hết thời lượng. Đổ tiếng ác cho tôi nữa. Không hề. Thưa quý vị, là cái điều đấy nó rất là oan. Khi mà lên sân khấu là mình chỉ muốn mang đến sự vui vẻ cho tất cả mọi người thôi. Mà nếu mà ca sĩ mà bây giờ mình chỉ lên là mình ra, kính thưa quý vị, sau đây là bài hát này. Ồ, nó cứng hát rồi. Kính thưa quý vị, và sau đây là bài hát sau. Kính thưa quý vị, và sau đây hát xong rồi. Cứng nhỉ? Khó chịu lắm luôn. Bây giờ ca sĩ đi ra mọi người ai cũng tương tác mà, tương tác với khán giả có phải mình thôi. Nhưng mà người tương tác mà duyên dáng nhất là tôi vẫn chấm Hồng Nhung. Rồi đâu ra mà lời nói mà cười chết luôn. Nhưng mà bà có công nhận là mỗi lần tôi với bà tấp vào nhau á, là y rằng giống là như hai luồng điện mà nó hợp với nhở. Đấy. Chẳng nhẽ cuối đời chúng mình ở với nhau thì nó hơi bị kỳ nhở. Thôi bà đừng chù tôi như thế. Em vẫn mơ ước một khát khao một hạnh phúc. Vẫn ở một mình vẫn thôi. Vẫn đúng giới tính mình. Đúng rồi. Thì đây là hôm nay là đến với chương trình trò chuyện chúng ta nghiêm túc một tí quý vị ạ. Đấy giờ là nghiêm túc dữ chưa? Không, nãy là nó vui rồi, bây giờ mình trở lại nghiêm túc. Bắt đầu tại sao mà Nhung lại thích nghề ca hát? Gia đình có ai theo nghề này không? Các cụ có nói rằng là mình á là không chọn được nghề, đúng không? Nhưng mà nghiệp ấy thì chọn mình. Chọn mình. Hồi bé tôi được đi học múa cơ. Ồ, đã được đi học múa ballet. Từ khi 4 tuổi là vì béo quá. Ồ. Cũng không phải là một người mê múa đâu, nhưng mà tại vì là có chị gái, chị ruột, hai chị em thì lại thích múa. Đâm ra là mẹ nói thôi cho hai chị em đến học chung một cái lớp đấy. Thứ nhất là có người quản, đúng không? Đỡ phải vì mẹ phải đi làm cả ngày. Thứ hai nữa là học như thế thì nó cũng tốt cho cái dáng của mình, cái cổ của mình nó dài ra, hay là nói chung là tốt cho con gái. Đấy, con gái thì cần phải dáng thì các cụ ở nhất dáng nhì ra. Thế đâm ra là tống luôn vào cái lớp múa đó. Là vì xấu quá, múa dáng còn đẹp nên tống lớp múa, chẳng phải vì đam mê. Đúng rồi. Thế nhưng mà thực ra là sau khi vào lớp học múa được một năm thì tự nhiên chị gái phát hiện là cứ đến giờ học múa thì không thấy em mình đâu cả. Nói ra là tôi đi sang lớp hát, tôi đứng tôi dòm như thế này cả buổi, về là bị mẹ cho ăn đòn. Tại vì tốn bao nhiêu tiền để cho đi vào cung thiếu nhi học múa, mà tại sao lại trốn đi sang cái lớp đấy xem. Lớp đấy là lớp gì? Lớp học, gọi là lớp hợp xướng, có nghĩa là học thanh nhạc. Đấy, hồi đấy là thầy giáo Nguyên Hà dạy ở trong cung thiếu nhi. Thì Nguyễn Hồng Nhung nhớ là cứ đến giờ như thế thì tự nhiên thấy cứ tiếng hát tiếng đàn nên là tự nhiên cũng hút mình theo. Thế là bà đấy để đứng dòm vào cửa nơi thôi. Thì có một ngày á thì thầy Nguyên Hà mới vẫy tay, tôi bảo chứ thế cháu đứng đấy làm gì, cháu xem, thế cháu có thích hát không, cháu thích. Thế vào đây, thế là vào, thầy Nguyên Hà mới bấm đồ đê mi pha sa la si đô. Thế là xứng âm theo nhá, đồ đê mi pha sa la si đô. Đâu gì là giám phá mi đầy đồ. Thì thực ra là ở nhà đã nghe bố đánh đàn guitar và dạy những cái bài hát thiếu nhi rồi. Cho nên là thầy mới đánh đàn piano, thầy bảo xứng âm thử. Thì ai ngờ đúng cao độ và giọng lại sang sảng ra, mà hát coi như là chẳng có biết ai đang nhìn mình. Thì thầy mới bảo là thế cháu ở lớp nào sang, mà cháu ở lớp múa. Thì sau đó thì thầy mới đợi là mẹ tôi đến đón, là mới bảo là thế cô vào đây thì tôi có một cái lời như thế này đối với cô, là tại vì con của cô ấy, là con bé này này, nó là con Hồng Nhung này, là tôi nghĩ là nó phù hợp với cái này hơn là cái vấn đề múa. Thế thì mẹ bảo thế à thầy, vâng ạ, thế thì thôi thì cố gắng để cho cháu nó theo. Thì đó trở đi từ hồi 4 tuổi và đến lúc 5 tuổi là được đài truyền hình mời hát lĩnh sướng, và cứ từ đó trở đi là trở thành một ngôi sao nhí ở trong chương trình Những Bông Hoa Nhỏ của Đài Truyền hình Việt Nam. Đến năm 8 tuổi thì thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và học 10 năm ở trong trường đó, nhưng vẫn học văn hóa ở trường ngoài, lớp 1 đến lớp 12, và vẫn thi đại học bình thường. Với quan niệm của gia đình của tôi á, là dù học nghệ thuật lúc đấy không kiếm ra tiền, cho nên là vẫn phải có một cái nghề cho mình, cho nên bắt các con là vẫn phải học theo như là phải học văn hóa để chọn một cái nghề cho mình, còn hát chỉ là phụ thôi. Nhưng mà cuối cùng cũng đấy, cuộc đời nó đưa đẩy. Sau khi tôi học ngành thiết kế thời trang ở trong viện đại học mở, mà 5 năm đại học và tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp xong, thì tôi đi thi sau 3 điểm hẹn.
Và sau 3 điểm hẹn xong thì tôi được mời làm giảng viên của trường Đại học Dân lập Hồng Bàng về khoa thiết kế, về khoa thiết kế thời trang. Ủa sao thi thi sau mai mà lại đi về giảng dạy khoa thiết kế? Tức là rất khao khát được hát và vẫn khao khát được hát và vẫn hoạt động ở trong các môi trường về văn nghệ ở tại Hà Nội và cũng như là Sài Gòn, nhưng mà lại được trường Dân lập Hồng Bàng ở trong Sài Gòn mời làm giảng viên về dạy các em về đại học vừa năm thứ nhất của trường đó. Thì sau khi mà éo le nhỉ, thì vẫn là giảng viên dạy các em bình thường, mà các em bóng đi hát qua luôn. Tối qua con vẫn đi xem cô hát vẫn thấy cô hát đồng luôn. thì đó thì cái thời đó mình chuyện cái câu chuyện nó là nó rất là hy hữu trong những câu chuyện là mình thì mình rất khao khát cái chuyện hát. Nhưng mà cái cuộc đời rồi cuộc sống cứ đưa đẩy mình đi làm mình, cô giáo thì mình lại làm những cái nghề khác nhau. Cho nên bà hỏi tôi là tại sao tôi lại đi vào hát và bây giờ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Thì thực sự mà nói là tôi phải nói là đấy là một cái điều mà tổ nghề nghiệp chọn mình, đúng không? Thế mình có chọn được nghề đâu. Nhung là theo kiểu Nga thấy là Nhung kết hợp được nhiều ngành nghề nên là cái kỹ năng đứng sân khấu của Nhung rất là tốt. Cái thời điểm mà Nhung thi xong ai điểm mẹ là Nhung đạt giải mấy? Nhung là một trong top 5, còn giải nhất là Tùng Dương với Kasim. Kasim với Kim Tùng Sa Dương. Đấy. Kim Sa học lựu hả? Kasim. Nghe câu chuyện của Nguyễn Hồng Nhung á thì Nga biết là Nhung có một cái cũng là trong một cái nôi nghệ thuật á. Bố của tôi á là ông rất là tài hoa. Có nghĩa là ông là vẽ rất xây dựng. Đẹp nha. Đấy, ông là cái xây dựng nhưng mà ông lại là kiến trúc sư, rồi ông lại làm hoạt động về văn hóa văn nghệ với toàn là những nhạc sĩ như là Văn Thành Nho, những người nhạc sĩ ngày xưa, rồi toàn là thời cùng thời đó. Mà ngay từ bé đó là bố của tôi đã ngồi đàn guitar này và tôi rất là say mê ông đàn, rồi ông dạy mình hát những cái bài hát thiếu nhi. Đã say mê rồi đó. Đã say mê rồi, nhưng mà mẹ tôi thì nói là thôi, hát thì thấy vất vả, nếu mà theo nghệ thuật thì vất vả. Cho nên là muốn các hai chị em phải theo một cái gì đó để mà có kiếm tiền được. Nhung đi ca hát như vậy thì cái thời điểm nó còn nhỏ đúng không? Thì mình đi diễn show, diễn hát như vậy thời điểm đó Nhung có được nhiều tiền không Nhung? Thực ra thì hồi đấy cái tiền cát-xê, gọi là tiền cát-xê tiền biểu diễn ở cho phong bì là nó rất là nhỏ. Thì ví dụ như vài chục đồng, 20.000, 30.000. Mình cảm thấy là ui, về được đưa cho mẹ để mà được ăn thịt. tại vì là nhà thì khó khăn, không có điều kiện để mua thịt ăn, mà bố thì đi công tác về thì có được cái bánh mì với hộp sữa được cất lên tít tủ cao chứ không mà tôi xén hết. Ủa vậy hả? Kiểu như hồi đó tròn tròn béo béo nên thích ăn rất đúng thèm không? Ngọt. Hoặc là phải giấu lên luôn hả? Bởi vì mỗi lần mà mẹ tôi mà đưa tôi bà này đưa tiền đi ra ngoài chợ ngay dưới chân cầu thang ở nhà khu tập thể, đi ra mua thịt về đây thì về đến nhà là còn có 3 miếng thôi. Muốn sao vậy? Ăn vụng thèm quá. Đâu thịt lúc đó đã nấu rồi mà ăn thịt được. Quay thịt quay, ví dụ mua thịt quay, thịt luộc gì đấy ăn từ ngoài chợ ăn về rồi là đã có cái bệnh ăn vụng từ bé là ăn từ ngoài ngon. Chợ coi như là không, nhưng mà bà phải công nhận một điều là ăn kiểu như thế nó ngon không? Thế bày lên đĩa có khi nào rồi về có bị đánh đòn ăn đòn suốt rồi. Không ngày nào mà không bị ăn đòn, không ăn đòn là cảm thấy nó trống vắng vậy hả? Nhỏ cho nên quyết tâm là phải kiếm bằng được tiền để làm gì, để mua thịt, tức là thịt quay thì người ta hay để củ kiệu xung quanh này, thì cứ nhồi nhồi kiệu nói, dưới thôi. Nó chỉ thèm quá luôn. Đúng không? Thịt quay á mà người ta chặt ra là đúng không? Thế xong rồi người ta để củ kiệu ở dưới, xong rồi người ta gói bằng cái giấy báo với lại ấy vào á, nó thơm nức lên đúng không? Xong mỡ nó dính ra ngoài, xong bắt đầu mình quẹt miếng thôi, mình quẹt trong miếng thôi, ngon quá. Cái này ngon quá. Nghe bà tả thèm luôn. Thế là về còn mỗi củ kiệu với 3 miếng thì thôi. Thế bây giờ bà đang hỏi tôi là cái vụ tiền đúng không? Là thực ra thưa quý vị là học nhạc á, là mẹ của ông Nhung là nói là nếu mà muốn học nhạc thì phải tự lo học chứ mẹ không có lo tiền. Trời ơi, hồi đó mẹ cho học xong mẹ lại cũng không cho nên tôi phải cố gắng học để lấy học bổng ở trong trường. Và ngày đó tôi là một người trong những số ít các bạn mà học trong lớp mà được học bổng, bởi vì khoa thanh nhạc thực sự là học rất tốt. Để mà được học bổng là tất cả các môn á, mình phải lúc nào cũng phải 9 trở lên thì mới được học bổng. Thế cho nên tôi lúc nào cũng phải học sinh giỏi để mà có được tiền để làm gì?
để về đưa cho mẹ đi chợ. Cho nên là hồi đấy tôi còn nhớ là tôi được cả 70-80 nghìn một tháng tiền học bổng đó. Thôi ngon vậy. Hồi đấy là rất là lớn. Lớn chứ. Mỗi lần đi diễn mà được, ví dụ như đi hát cho nhà hát Quận Hoàn Kiếm mà đi hát cho ở nơi này nơi kia mà được 50 nghìn mở ra, mà một ngày tôi chạy show, từ bé tôi đã chạy show là phải 3-4 show một ngày, ví dụ cũng phải được 150 nghìn. Thôi nhiều ấy Nhung. Và rất nhiều. Nhiều lắm luôn ấy. Cho nên là xe đạp tôi cũng tự mua luôn. Vì mẹ làm gì có tiền, bố làm gì có tiền. Đấy. Mẹ hồi đó là làm nhà nước à? Đấy, thì mẹ thì làm kế toán ở công ty cấp thoát nước. Bố tôi thì làm ở bên ngoài, ví dụ đi xây dựng, làm thiết kế này cái thứ. Bây giờ trở lại với cái sự nghiệp của Nhung đi, Nga thích cái câu chuyện của Nhung mà từ bé tới lớn, từ bé cũng là dạng cũng dạng thần đồng rồi đó. Nhưng mà hồi bé Nhung rất là nổi tiếng đúng không? Nhưng mà lúc mà lớn lên để chuyển qua một cái giai đoạn trưởng thành mà để hình thành một cái Hồng Nhung lúc mà trưởng thành á, giống như Phương Mỹ Chi giờ đi, hồi nhỏ rất là nổi tiếng. Bây giờ nó lớn lên nó phải hình là làm sao để cho nó vẫn định hình, nó giữ được cái tên tuổi. Thì lúc Nhung lớn lên Nhung có bị áp lực đó không? Khi mà Nhung nghĩ rằng là cái bước ngoặt mà mọi người nghĩ đến Nguyễn Nhung sẽ là một cái giải sao mai điểm hẹn. Và một cái điều mà Nhung không bao giờ muốn nghĩ tới, nhưng mà nó lại là cái điều mà mọi người sẽ chỉ nhớ đến. Bởi vì đó là một cái điều, một trong những cái điều mà Nhung nghĩ là không ai mong muốn cái điều đó, nhưng mà nó đã xảy ra với cuộc đời của mình và nó cũng là một cái điều để mình trưởng thành hơn. Vì tin một cái người đàn ông trong tình yêu, gọi là nói là mối tình thì nó còn quá, mình còn bé quá làm sao biết thế nào là tình yêu. Nhưng bởi vì họ lớn hơn mình nhiều tuổi và họ áp đảo, cũng như họ thao túng cái tâm lý của mình để cuối cùng họ dùng những cái hình ảnh đó họ tung lên trên đấy là để làm nhục mình, để họ control cái cuộc sống của mình, thì mình quyết định là mình bung ra, mình chấp nhận là để họ tung lên như vậy để mà mình phải có được một cái tự do. Bởi vì nếu mà cuộc sống suốt ngày bị họ đánh đập như thế thì mình không thể nào mà mình sống được. Cho nên là mà đánh như thế xong rồi thì cũng không dám nói cho bố mẹ biết. Những lúc mà bị đánh mà đi vào bệnh viện nằm thì chỉ có bạn bè biết thôi, bạn bè đưa vào bệnh viện thôi. Thương quá. Đấy, cho nên khi mà Nhung quyết định là Nhung tham gia sao mai điểm hẹn thì họ đã gây những cái áp lực rất là lớn. Và họ nói là nếu mà thích làm ngôi sao, thích làm nổi tiếng thì họ sẽ cho nổi tiếng luôn. Thì họ đã làm điều đó. Thật ra tất cả scandal nào người phụ nữ vẫn là thiệt thòi. Đúng rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó, gia đình Nhung đó có cách nào để cho giúp cho Nhung vượt qua những cái scandal đó mà không có bị tổn thương tinh thần hay là... Gia đình không đóng góp một vai trò quan trọng đâu. Quan trọng là chính bản thân mình. Mình biết là mình bị một cái vấn đề gì đó thì chắc chắn là mình đã làm cho gia đình mình đau khổ rồi. Đúng không? Cho nên mình phải có trách nhiệm với điều đó. Và Nhung cố gắng một mình. Mình đứng dậy thôi. Chứ còn nếu mà chờ đợi nó thứ nhất là bố mẹ ở xa nhá. Ví dụ bố mẹ ở Hà Nội, Nhung ở trong Sài Gòn. Khi xảy ra chuyện đó, từ cái câu chuyện đó, Nhung với những người bạn bè và cũng như là với những người làm nghệ thuật á, thì họ có hai luồng dư luận. Một bên là bênh mình vì mình là phụ nữ, vì mình là nạn nhân. Còn một bên thì là không hài lòng với những cái điều mà xảy ra đối với mình, tại vì họ có những thành kiến. Thì đúng thôi, mình không quyền trách họ. Tại vì sao? Mình làm sai mà. Mình đặt niềm tin sai người, mình xảy ra cái chuyện đó nó quá lớn đi. Cái chuyện đó với một người phụ nữ, một con gái mà mới lớn thì cái điều đó nó kinh khủng. Mà nhất là mình là nghệ sĩ nữa. Mình để cái chuyện đó nó xảy ra thì như thế là mình sai. Cho nên mình phải nhận lỗi về mình. Nhung là người sai. Và Nhung phải có trách nhiệm làm sao cho gia đình mình để lấy lại cái danh dự. Cho nên Nhung phải bằng mọi cách để làm sao Nhung phải đứng lên lại được. Để Nhung trở thành một cái... Nhung không dám nghĩ mình là một ngôi sao hay điều gì đó. Và Nhung cũng không thể nào bơ dư luận đi để mà sống được. Không thể nào đạp lên dư luận mà sống được. Bởi vì chính những người khán giả sẽ là người quyết định cho mình cái con đường nghệ thuật của mình có lâu dài hay không phải. Nhưng mà mình phải chứng minh được với họ là gì? Mình làm việc một cách thành tâm. Mình không phải là con người như vậy. Mình không phải dựng lên cái scandal để mà mình nổi tiếng. Nếu mà làm như thế thì đánh đổi nó quá lớn. Cho nên là Nhung chỉ có một cái niềm duy nhất là cái gì? Mình hãy sống thật. Bằng cách là mình làm nghề một cách nghiêm túc. Và Nhung lao động nghệ thuật một cách hăng say. Mọi người thì nói là Nhung có nghị lực, nhưng mà Nhung thì Nhung nghĩ là Nhung phải cảm ơn vì cuộc đời đã dạy cho mình rất là nhiều điều, nói không hề sáo rỗng đâu. Nó là một cái điều thực sự là cái gì? Mình trải qua, mình vấp ngã, mình đứng lên, mình dù sai hay đúng thì đó là cuộc đời của mình. Và mình không thể nào
mà mình đổ lỗi cho bất kỳ một ai cả. Và mình phải có trách nhiệm với đó, điều đó. Trách nhiệm với những bài học của mình. Đúng. Và mình hãy sống như thế nào để cho lấy lại cái niềm tin yêu của gia đình, lấy lại cái niềm tin yêu của khán giả. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình phải vượt qua được chính bản thân mình. Có nhiều người giống như Nhung, xảy ra những trường hợp như Nhung chẳng hạn, thì người ta không vượt qua được. Thì lúc đấy Nhung chỉ có 22 tuổi thôi. Đúng không? Với một cô gái 22 tuổi mà như thế thì bây giờ Nhung 42 tuổi. Thì 20 năm trước mình là một con người khác. Và mỗi một năm trôi qua, mỗi một sự việc đến với mình thì mình sẽ trở thành một con người khác. Và đến bây giờ, một người mẹ như Nhung với hai đứa con của mình thì mình sẽ không phải sống cho mình nữa, mà mình sẽ sống vì con mình. Để làm một người mẹ đơn thân thì không phải dễ dàng. Đúng. Bởi vì ai là người đi đón con mình, ai là người giữ con mình, ai là người dạy con mình học, ai là không có một hình bóng dáng của một người cha. Thế là mình phải làm hai vai rồi. Và tất cả ở Mỹ thì không có thể nào mà dễ dàng kiếm được người giúp việc. Mặc dù Nhung có mẹ ở cùng, nhưng mà mẹ mình sức khỏe cũng chỉ có hạn thôi. Với lại cái cách mà suy nghĩ của bà với các ông bà thời xưa nó cách ngỡ với cái thế hệ, và hơn nữa lại là một cái môi trường hoàn toàn mới như ở Mỹ. Thì với trường hợp của Nhung thì Skyler thì bị tự kỷ, và cái nhu cầu của Skyler thì hoàn toàn với những cha mẹ mà có con giống như Skyler mà bị tự kỷ như là Nhung ấy, thì thực sự là mọi người sẽ hiểu. Trời, hồi nhỏ Nga nhớ Nga thương Nhung lắm nha. Cái thời đó Nga qua nhà Nhung chơi đó, trời, Nga thấy cái cảnh mà cho cái thằng Skyler ăn mà Nga nhìn á, trời, tự nhiên Nga nói trời sao tôi có phước vậy, cái con bé tôi cũng cực khổ mà đẻ ra nó dễ quá mà sao con Nhung, mà lúc đó Nga vẫn chưa biết thằng nhỏ tự kỷ. Nó ăn mà nhớ không? Nó ăn giống như ăn, nó ăn với hơi lợn cợn, cái số lợn nó phun ra như cái vòi rồng luôn. Rồi Skyler không biết nhai. Thì đó nó không biết nhai. Thì đó bây giờ cũng vậy luôn. Chính phủ cũng gửi người đến dạy cách nhai, gọi cách này kia. Nhưng mà tùy từng đứa trẻ nó thẩm thấu đây không. Với lại khi có con tự kỷ là mình sẽ phải bỏ thời gian ra rất nhiều. Nhưng mà cái thời điểm đó là Skyler không ăn được như vậy. Trong đến mấy tuổi thì giờ Skyler mới chính thức ăn được bình thường. Đến bây giờ vẫn vậy. Có nghĩa đến bây giờ vẫn phải mềm. Bởi vì cứ chỉ cần hơi lợn cợn là phun ra hết. Bây giờ gợn cũng vẫn phun luôn. Cũng phun y chang hồi nhỏ vậy đó hả? Bên Nhung thì là như vậy. Còn về bên ba của Skyler thì Nhung cũng có nói chuyện với stepmom của Skyler, là cô vợ sau này của ba Skyler. Thì cô nói là em cho con ăn bình thường. Con ăn, Skyler ăn là nhiều khi còn ăn được cả phở trộn cơm. Ồ vậy hả? Thế nhưng mà nước phở trộn với cơm. Thế nhưng mà bên này thì lại không ăn được. Có nghĩa là có thể là do cái hình thành cái thói quen, cái môi trường á. Về bên nào thì hay có nhiều lúc nào? Nhung cưng nó quá, cái đông nó thành vậy. Nhung đã tập rồi, Nhung đã mua phở Nhung trộn nhưng không ăn là không ăn. Ngộ quá. Nó ngộ lắm. Nên bây giờ mình thực ra trong những thế giới đó mình không thể giải thích được. Nhưng mà cái hiện tại cái cuộc sống của Skyler là Skyler có đi học bình thường không? Có, Skyler học chữ bình thường, vẫn biết đọc. Họ ở đây họ hay lắm, họ có những cái phương pháp mà để cho một cái đứa trẻ có thể học theo cái level của cái tầm mà nhận thức của cái đứa trẻ đó. Thì Skyler đang được học ở trong cái lớp đặc biệt đó. Có nhưng vẫn ở trong trường công bình thường chứ không phải trường đặc biệt. Đấy, tại vì Nhung không muốn đưa Skyler vào trong một trường, đẩy con vào trong một cái môi trường đặc biệt mà xung quanh Skyler toàn những em bé như vậy. Đó, rồi mình đưa con vào học trường bình thường đi. Đúng không? Rồi sau đó chọn cái lớp đặc biệt. Thế tất nhiên không phải là mình chọn được, mà mình tha thiết cái điều đó với cái môi trường xã hội. Và xã hội họ sẽ giúp mình để làm sao cho đứa trẻ đó có thể phát triển tốt nhất. Hiện tại thì Skyler vẫn nói chuyện được bình thường với mẹ? À không, Skyler sẽ chỉ nói bằng chữ thôi. Và nói rất là, nói bằng những cái câu đơn giản. Ví dụ như Skyler cần thì nói shopping. À là đi shopping. Target. Target là cái nơi mà cái chợ mà bán, hay là shoe, hay là bà chứ, ví dụ Nhung chỉ vào su kem, Nhung hỏi ai đây, su kem. Đó, ví dụ như thế thì Skyler nhận thức được hết, nhưng mà Skyler sẽ không nói khi không cần, và nói thì nói chỉ một chữ, một từ thôi. Cực nhỉ. Đứa con như Nhung vất vả bằng nuôi 10 đứa con. Đúng. Cho nên mọi người hỏi là ôi tại sao có thể vượt qua được cái này cái kia, hay là thì Nhung thấy nó đã là cái gì đâu. Nhưng mà riêng với bé Su Kem thì Nga thấy là bé nó khá lắm. Su Kem lại là một trường hợp khác nữa. Su Kem thì quá là nghịch đến mức mà một năm đổi 6 trường. Ôi trời, ba con gái mà bé nghịch vậy hả? Và đưa đến trường dòng để học với các sơ.
Vì các sư đã nói rằng là thôi bây giờ sẽ cho Suken tốt nghiệp sớm. Mà sao vậy? Thôi tôi còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Không. Sơ tin là Chúa sẽ dẫn đường cho Suken. Đấy, sơ hỏi gì ta nữa. Là vì sao? Nó nghịch lắm hả? Nghịch. Vậy hả? Nó nghịch. Động. Là sao, là nó phá những cái đồ đạc hay là như nào? Thì nói chung là nó không nghe lời ấy. Có nghĩa là các cô giáo bảo là ok, bây giờ này là phải làm này. Thì nó đi làm cái khác. Thì mình nhìn con mình nó đang làm gì khác ở đâu ấy. Nó không ngồi chung với các bạn để làm những điều như người ta. Ôi, bà tăng động nhỉ. Những đứa trẻ tăng động là thông minh lắm, phải Nhung biết không? Nó hơi tăng động quá đó. Hồi bé bọn mình có tăng động không? Không, tôi tăng động như hồi nhỏ tôi tăng động nhưng mà tôi không có quậy. Nhưng mà cái cách đúng. Chơi của tôi ấy, nó hơn, cái level mình... của tôi nó hơn người ta một chút. Đúng rồi, chắc chắn đúng không? Mình nghĩ ra những cái trò những cái không giống ai. Không giống ai. Cái trò chơi tôi là không đấy. Giống ai. Có như ví dụ như tụi nó chỉ chơi đồ hàng là tôi đã chơi tới diễn kịch rồi đó. Mà khi bắt đầu tụi nó diễn kịch là tôi lên tới level chơi trò chơi thi hoa hậu á bà. Thời điểm đó không ai chơi trò chơi thi hoa hậu mà lúc nào tôi cũng bày trò tôi đi thi hoa hậu mà tôi phải thắng giải mới chịu nha. Đó, và cuối cùng bà đã trở thành hoa hậu thật. Hôm nay là cái chuyện của Nhung thì nó vừa cái đó nó vui có nha. Bắt đầu nó vô cái thăng trầm của Nhung rất là thương. Mọi người luôn luôn hỏi là sao Nhung tại nhìn sao Nhung lại qua Mỹ đúng không? Thì Nhung nghĩ rằng là này, cái hoàn cảnh cái duyên nó đưa đẩy thôi. Nó là cái duyên thôi. Mình đưa cái cuộc sống, cái con người của mình nó được qua một môi trường mới. Và Nhung biết ơn cái điều đó. Mặc dù Nhung không hề muốn ở lại Mỹ nhé. Mới qua là tôi không muốn ở lại Mỹ đâu. Tại vì nó buồn, nó cô đơn, nó thiếu thốn đủ thứ. Mình lái xe không biết tiếng Anh, không biết, rồi không biết một cái gì cả. Thì cuối cùng là mình lại rơi vào trong những cái hoàn cảnh mà giống như một mình qua đây. Hồi đấy thì ca sĩ Việt Nam không qua nhiều. Mà nhưng mà mình lại ở lại trong một cái môi trường là mình phải ở lại. Đâm ra là mình sẽ phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều thứ. Và thực sự là lúc đấy không có gia đình, không có người thân. Và mình gọi về cho gia đình thì mình vẫn phải nói là mình ổn. Mình không sao hết. Vì bản thân trong cuộc đời của mình đã làm cho họ cũng đã có những nỗi buồn ấy. Cho nên là Nhung nghĩ là mình phải tự vượt qua. Mình sẽ phải làm một điều gì đó để mình chứng minh được là mình phải vượt qua và mình phải thành công. Mình phải làm được thành một con người khác. Mà cuối cùng nó khác thật. Thì bây giờ nghe muốn hỏi một cái câu chuyện này. Và hiện tại thì mình lo hai con như vậy, có một cái người đàn ông nào mà người ta bên cạnh mình mà người ta thương mình mà ta hiểu mình để mà phụ cho mình những cái điều mà mình Nhung chưa bao giờ suy nghĩ nhiều này. Chưa bao giờ suy nghĩ là sẽ có người đàn ông nào phụ mình và sẽ giúp đỡ mình hay là cho mình một cái cuộc sống đầy đủ hay như thế nào đó. Tại vì không biết làm sao nhưng mà cái chuyện mà ngay từ bé được giáo dục một cách tự lập, mẹ Nhung đã giáo dục là vì nhà mình nghèo không có tiền cho nên là các con hãy tự mình vươn lên trong cuộc sống. Và cái sự lăn lộn của mình trong đời sống, mình đi diễn đi show này cái thứ là mình đã phải tự phải bảo trọng của mình rồi. Thế mình thứ nhất là mình mẹ nói là dù gì chăng nữa thì con người của mình không được đánh mất cái phẩm giá của mình. Có một cái người đàn ông mà Nhung 30 năm nay. 3 năm nay? 30 năm nay. Người ta theo đuổi Nhung không? Mà. Nhung với người đó giống như là tri kỷ vậy đó. Có nghĩa là biết Nhung từ khi bé và tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời của Nhung thì họ đều chứng kiến. Nhưng mà có điều là vì một cái cuộc sống, vì một cái duyên nó chưa có thể đến được với nhau. Mình hỏi mình có yêu người đó hay không? Đấy mới là tình yêu. Bởi vì cho dù mình đã lấy chồng và họ rất rất hòa hợp đối với mình, hai người hòa hợp với nhau về tâm hồn, thì Nhung nghĩ rằng nếu mà sau này nếu có một cái cơ duyên và mình có thể biết đâu được mình sẽ tìm về với nhau. Và đến bây giờ thì Nhung với họ vẫn giữ cái tình cảm đó. Họ thì vẫn luôn luôn lúc nào cũng muốn được che chở và bao bọc cho Nhung. Rất tuyệt vời. Thì Nhung nghĩ rằng là Nhung chưa dám nói trước điều gì, nhưng Nhung nghĩ rằng biết đâu được một ngày nào đó mình sẽ muốn được sống với họ thì sao. Bây giờ là chị vẫn là ở trong mức tri kỷ thôi chứ chưa vô một cái tình yêu. Đối với Nhung là một cái điều nó khá là xa xỉ. Tại vì thực sự ra mà nói thì Nhung, tôi nghĩ rằng là thôi mình cứ sống cho cái cuộc sống của mình, cho các con của mình. Và quan trọng này, hướng mình vào bên trong mình có hạnh phúc không? Mình có vui không? Đấy cái này là quan trọng nhất. Và mình làm nghề một cách nghiêm túc và mình cống hiến, tận hiến, thế là xong. Rất là cảm ơn Nguyễn Hồng Nhung buổi trò chuyện hôm nay.
mình phải cắt ngang như vậy bạn à. Nếu mà chúng ta vẫn nói chuyện thì có thể là nó đến rạng sáng hôm sau đó. Đúng rồi. Tại hai đứa cũng hợp mặt cái năng lượng quá. Mặt trời đã lên rồi. Mặt trời với trăng đã lên rồi. Thì hôm nay đó, Nga nói rồi, trước khi vô đề câu chuyện Nga đã nói với mọi người, đối với Nguyễn Hồng Nhung khi mà mình nói chuyện mình sẽ được nghe đầy đủ hỉ nộ cho đến ái ố luôn, coi như là không sót một cái gì. Nhưng mà cái này là thật sự là cũng mới có 1/3 đề 3 của câu chuyện thôi, nhưng mà nó cũng quá đủ đầy cho chương trình rồi. Rất là cảm ơn Nguyễn Hồng Nhung hôm nay. Và Nhung đến đây thì cũng có gửi cho Nga cái trà sữa, thì Nga cũng sẵn đây là rất là cảm ơn Nhung đã trò chuyện. Thế bà cho tôi ăn trái cây không? À, thì có chứ. Thì Nga cũng chúc cho Nhung luôn luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc và nhiều show. Cảm ơn bạn. Và trong cuộc sống luôn luôn được khán giả yêu thương và cầu gì được đấy. Đấy là cái điều mong muốn nhất. À, thì đây hôm nay khách đến nhà không trà thì nước. Mình có ít sầu riêng bà Nga với lại bưởi. Cái này là mình để một ít thôi. Nhưng mà lát nữa bạn đưa về thì chắc có lẽ bạn thân của mình cho một thùng. Nói chơi vậy thôi chứ chắc nhiều quá, nó nặng tay. Nhưng mà nặng mình lấy vừa vừa thôi. Mì là mình có tự trọng với ai. Có mami đó, gửi cho mami nước yến nè. Để mami uống. Còn nếu mà Nhung thích cho da đẹp thì Nhung uống luôn cũng được, không sao cả. Thế kinh rồi. Tức là mẹ con cùng chia nhau uống à? Chia nhau uống với lại đấy sầu riêng với tôi phân chia luôn. Như là người Bắc đâu có thích ăn sầu riêng đâu đúng không? Người Bắc không thích nhưng mà bà cho thì tôi vẫn có thể bán lại được mà. Rất là cảm ơn Nguyễn Hồng Nhung hôm nay có câu chuyện vừa dí dỏm vừa rất là nội tâm. Và nhiều lúc Nga rất là muốn khóc cùng với Nhung, quý vị rất là thương Nhung rất là nhiều. Và bây giờ là chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách đến đây cũng đã kết thúc. Mọi người nhớ đón xem chương trình trên hệ thống MCV Media Network vào mỗi buổi tối thứ bảy vào lúc 20 giờ. Và một lần nữa Thúy Nga và 30 phút Nhung là của tôi và thêm bán sầu riêng đó. Và một lần nữa Thúy Nga và Nguyễn Hồng Nhung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.